xin chào các bác nhá. Đến với hát thì hôm nay thì cũng rất là vui. Vừa đi thanh lý được một mớ loa, gồm có 8 con, 2 này, 4 này, 6 8. 8 con loa dây 30, hai quả mít lâu của nó kìa, hai quả mít lâu đang bung ra thì về DVH này đang bung hết cả tất cả ra, bung ra để kiểm tra tình trạng. Kiểm tra tình trạng. Đây thùng nó đây, phân tần đây. Phân tần bên trong con này phân tần khá là gấu thôi. Phân tần rất to và gấu nhá. Đây bát thì con này là bát 30 thì toàn bộ là sử dụng củ neo, con này neo côn 76, nhưng con này được cái nó hai tầng côn, một tầng côn trên một tầng côn dưới, mã là 2262 JBL. Con này thấy bảo là bát 16 ôm, bát này bát 16 ôm nhé, không phải bát 8 ôm. Củ neo nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn. Thì kiểm tra nay cho anh em thợ nó rạch nó bóc hết ra kiểm tra toàn bộ loa zin hết các bác nhé, toàn bộ loa zin hết, tép cũng zin. Con này tép từ thường nắp nhôm các bác nhé, tép từ thường nắp nhôm côn 75. Đấy, tình trạng loa rất là đẹp. Thì DVH thì bây giờ sẽ lại cho anh em nó vệ sinh, thì sau khi đã vệ sinh và kiểm tra tình trạng xong ngon lành thì bây giờ sẽ lại lắp lại và sẽ giờ chắc là gần tối mất rồi, thì có khi là để sáng mai lại quay clip mình sẽ test cái dàn này lên. Các bác nào mà có nhu cầu thì sẽ alo cho DVH để rước cái dàn này về nhá. Gồm có hai quả mít lâu này, mới cả tám quả dây 30 từ neo nha các bác nhá. Bát này của nó là bát hai tầng côn 76, loại này không phải loại một côn đâu, một cái côn ở chỗ này và một cái côn nữa ở chỗ này nhá. Bát nó là bát hai côn nên là công suất nó rất là lớn, chứ không phải là cái loại bát bình thường là chỉ có một côn thôi. Bát này hai côn, công suất lớn gấp đôi. Các bác nào mà không biết là cái loa này cấu tạo nó như nào thì các bác vui lòng vào Google nhá. Các bác vui lòng vào Google gõ cái mã 2262 HPL này của JBL nhá, thì sẽ biết là cấu tạo côn của nó như nào. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ cho anh em thợ sẽ lắp vào và sẽ test thử. Mai chắc là sáng mai sẽ lôi ra để nện thử cái dàn này. Đấy, các bác vừa hôm trước tháo loa ra khoe cho các bác xem thì hôm nay anh em DVH này nhận được cái đám cưới, mang loa đi làm đám cưới và cũng tiện thể là test cho các bác xem luôn. Đây là đám cưới của anh bạn mình. Đây, chú rể đây các bác. Đây, mời các bác đi vào trong tham quan nhé. Hôm nay thì anh em DVH của anh Tô Hình là hai cặp xúc ép, một cặp mít lâu và 4 cặp A này các bác. Đây loa của anh em mình đây. Đây là hệ thống dàn máy đây. Cốt số này David Drive Black PA260 này, quản lý nguồn này, hai cục này để oánh loa này, cục này là để oánh biết lâu, và hai cục rời là để oánh chung nhá. Đấy thì DVH thì sẽ bán nguyên những cái ở trong tổ này các bác. Nguyên những cái trong tổ này nhá. Còn đâu đôi xúc kia thì sẽ không bán này, tại đôi xúc kia là đôi xúc đi mượn. Đôi xúc đi mượn và đẩy. Các bác mà mua đẩy thì sẽ bán cho đẩy. Đây mới bánh rất là khỏe, bánh xúc kép kia đẩy tương tự luôn. Đấy, nguyên một cái dàn đồ này nhá. Các bác mà lấy nguyên một cái combo này là về sẵn đi làm được luôn. Đấy. Tổ mới và máy còn rất là đẹp. Vang mới là quản lý nguồn mới này, chia mới này, và có mỗi là ba con này là đồ mình đi thanh lý lại thôi, và mình đóng vào cái tủ mới cho nó đẹp. Đấy, loa còn rất là đẹp các bác nhá. Loa này. Loa xếp lên quá cao luôn. Đâu nhỉ, để cho thanh niên là đứng vào kia để mình có ăn cái độ cao này.
lắm, mà đi làm những cái âm thanh đám cưới ở nhà quê thì chắc chắn là khán giả nhìn thấy chạy mất dép rồi. Còn những cái sân khấu ở ngoài trời ấy, ngoài trời thì chắc chắn là sẽ bao 1.000 khách luôn các anh nhá. Bánh ngoài trời, nếu mà các bác mà bánh nguyên cấu hình này cho em, bao 1.000 khách luôn. Loa áo này tiếng rất sáng và xa. Ok nhá, để tí nữa bao giờ vào chương trình thì em sẽ tiếp tục quay clip và mời các bác đón xem. Rồi các bạn, thế là hội hôn thì là đã tan rồi. Bây giờ đã tan hội và đang trong cái quá trình dọn dẹp thôi. Bây giờ thì người về hết rồi, đi VH thì mới có cơ hội gọi là để bật một tí nhạc cho nó to to lên để test cho các bác nhé. Với một cái cấu hình loa như thế này, hai cặp súp kép này, một cặp mid low này và bốn cặp a dây màu trắng trông rất là đẹp các bạn. Đây nhìn này, hình thức còn quá đẹp luôn nhá. Cái này các bạn mà mua về thì sẵn dùng luôn. Tại vì nguyên một cái combo này là mình đang làm đấy nhá. Đây là mình đang gọi là đang ra trận, đang chiến đấu luôn. Chiến đấu thực tế luôn các bác nhá. Đấy, bây giờ khán giả về hết rồi thì mình mới bật nhạc, mới bật to được. Hôm qua thì là có phát trực tiếp, có bật rất là to, nhưng mà do là cái âm thanh mà do mình phát trực tiếp ấy, thì nó sẽ không chi tiết bằng mình quay video, nên là quyết định là hôm nay mình lại tiếp tục mình quay video để về lại làm video và cho các bác xem. Đấy, cấu hình dàn máy thì như thế này. Đấy, tất tần tật như này. Các bác mà có mua cả cái dàn này thì mình sẽ bán cả dàn luôn, về sẵn đi làm luôn, không cần phải thêm bất kỳ cái gì cả. Hoặc là các bác mà có mua loa không được cũng bán, mà mua tủ đồ cũng bán, nói chung là mua bất kỳ cái gì bán cái đó. Và nha, DVH thì làm cái nghề này thì thanh lý được đồ của khách liên tục, nên là có cái cơ hội nó trải nghiệm nhiều cái đồ mới. Nói chung là cứ mua được là lại bán được thôi. Mình bán được thì mình lại được mình chơi đồ mới. Dạ. À, cô cần bán bông mạt thì đơn giản, cháu bán cho cháu đầy khách hỏi. Cháu đầy khách hỏi cô chả bảo cháu cái đợt đầu vụ, cái đợt cuối tháng 7 đầu tháng 8 ấy, nhiều người hỏi không giảm á. Nhưng mà cháu chả biết. Thế được rồi. Đây thế thì lại giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả yêu quý luôn nhá. Đây là có cô Hằng. Cô Hà Mạnh. Cô Hà Mạnh thì đây, cô Hà đây, còn chú Mạnh nhảy xe. Nhà cô cái phông dạp mới đầu tư các bạn nhá. Đấy, tiện đây thì lại quảng cáo giúp cô luôn là phông dạp của cô mới đầu tư, nhưng mà do là con gái lớn nhà cô đi lấy chồng rồi, còn một bạn bé thì bạn con trai thì lại bận đi học đại học, thành ra là không có người làm phông bạt nữa. Thì cô có nhu cầu thì cô ấy bán. Cô bán toàn bộ phông dạp bàn ghế đây. Đấy, may quá cô vừa gặp mình thì mình cũng xử lý giúp cô luôn. Thì các bác mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đợt đầu tháng 8 vừa rồi có mấy bác nào mà gọi điện hỏi em về hỏi thanh lý dạp ấy, thì đợt đấy thì không có. Để đấy nhá. Ở cái clip ngày hôm nay thì các bác nào mà quan tâm về dạp thì alo cho em luôn nhé. Đấy, dạp thì như này rất là đẹp. Rất là đẹp. Bàn ghế bát đũa còn quá đẹp luôn. Ok, bây giờ thì sẽ chạy ra và sẽ test một tí nhạc để cho các bác nghe qua cái dàn loa này của em nhé. Oánh kinh khủng khiếp luôn. Bao 1.000 khách luôn. Nếu oánh ngoài trời. Chú ơi. Nào luôn à? Đây cháu chuẩn bị, cháu ra cháu giữ đây. Cháu đang quay video để cháu bán đồ nữa. Bán hết bao đài. Máy quay luôn.
cái loa đứng với tay lên. Oánh kinh khủng không? Oánh zoom máy quay luôn nhá. Với một cái cấu hình, với một cái cấu hình như thế này là các bác không cần phải bỏ ra một số tiền nó quá lớn đâu. Tại vì nói thật là toàn đồ mình đi thanh lý được. Đi thanh lý được của khách, của những anh em làm nghề, người ta lên những cái dàn đắt tiền hơn thì người ta lại nhờ mình bán giúp, thì mình lại bỏ tiền ra mình mua về. Sau một thời gian ví dụ như cứ có việc thì mình mang đi làm thôi, không có việc thì cứ vứt ở nhà chơi. Thì đấy thì tiện đây thì vừa mới mấy hôm trước bóc mấy con loa kia, loa từ neo, bát nó là củ 2262 HPL của JBL. Vừa mới bóc ra cho các bác xem, vài ngày sau thì lại nhận được việc thì thôi thì lại mang đi làm, vừa là mang đi làm vừa là test đồ cho các bác luôn. Đấy nhá, với một cái cấu hình như này thì DVH thì đang dự kiến bán là 10 triệu một cái đôi loa màu trắng trắng kia. Nói chung là ở đây cứ to bé không quan trọng, cứ 10 triệu một đôi. Ở đây có 5 đôi thì là 50 triệu các bác nhá. 50 triệu loa này có nó súp. Súp này thì là sẽ bán là 14 triệu một đôi súp, hai đôi súp là 28 triệu. Có đô dàn máy. Đây dàn máy đây thì chả biết bao nhiêu đồ, xem mà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ôi dàn máy thế này nhiều tiền phết đấy. Thế này thì cộng sơ sơ DVH này, cộng sơ sơ cả dàn này vào thì nó cũng phải rơi vào tầm độ bao tiền nhỉ, chắc nó phải rơi vào tầm độ hơn 100 triệu rồi các bạn. Nếu mà các bạn mà mua tất cả dàn này thì đâu đó chắc nó phải ngoài 100 triệu. Còn chi tiết như thế nào thì các bác alo sẽ có giá cụ thể. Đấy, mình tính, mình học toán thì cũng hơi chậm, thành ra là tính nó chưa được nhanh cho lắm các. Đấy, các bác mà mua tất cả dàn thì alo DVH bán cả dàn. Còn các bác mà mua loa thì là cứ 10 triệu một đôi. Và DVH báo cáo với các bác luôn là không xé lẻ các bác nhá. Đây là A-Zay, nó đi theo cả mid low và cả cái loa full của nó thì không xé lẻ, tại vì nó đi theo combo rồi. Hôm trước thì có bác nào là hỏi mua mỗi cái đôi mid low này không, không mua A-Zay thì nói thật với các bác là cũng không bán được. Bây giờ mà mình bán mid low mình để lại A-Zay thì bán cho ai mua. Đây là các A-Zay này là mình mua về là các cái chốt cũ nó hỏng các bác nhá. Chốt cũ nó hỏng này thì là mình ra đây mình lắp toàn bộ chốt mới và cái này mình chưa bắn. Các cái chốt này thì sẽ bắn ốc vào đây các bác nhá. Đây từ cái dây mình sẽ bắn vào đây như thế này. Đấy, chốt cũ của nó thì mình bỏ hết đi rồi. Đây là mình lắp chốt mới và mình hơi gấp gáp thì nhờ chưa bắn nó vào đây rồi. Đấy, mang loa ra đây lắp rồi. Mới lôi chốt ra sau. Đấy, loa rất là đẹp này. Thì tình trạng thì toàn bộ thì zin đét luôn, không vấn đề gì cả. Có con loa kia nó bị gãy một cái tay sách trong quá trình vận chuyển, bị gãy một cái tay sách. Không vấn đề gì cả nhá. Xem bên này xem có con nào gãy không. À ok, bên này thì ngon lành luôn, từ trên xuống dưới không bị gãy cái tay sách nào. À đấy, các bác quên chưa quảng cáo nhá. Các bác mà mua loa thì DVH được bán luôn, tặng luôn cho các bác cả dây nhá. Đây dây này. Dây ba màu này, đỏ vàng xanh này, đỏ đang cắm mít lâu rồi. Vàng cắm hai con loa dưới, xanh cắm hai con loa trên. Đấy, toàn bộ dây dợ rất là đẹp. Sơn của nó vẫn còn đẹp các bác nhá. Cái này là loa này là sơn lại rồi, cái chủ cũ của nó là chả biết vợ chồng đi xem bói thế nào bảo là loa đen này không hợp mệnh đâu, thế là về mới thuê thợ mới sơn hết thành màu trắng các bác. Nhưng mà dù sao thì đen với trắng nó chẳng quan trọng, quan trọng là cái chất lượng nó còn tốt là được. Hình thức còn rất là đẹp các bác nhá. Đi sang bên này thì cũng có một con này nó bị gãy mất. Gãy một cái tay sách, cái này về các bác mua cái tay sách khác các bác thay vào cũng được, hoặc không thay thì cũng chẳng làm sao cả. Đi làm vẫn bình thường. Bên này có một con này gãy, tức là tổng cộng cái dàn này là có 3 cái tay sách bị gãy các bác nhá. Còn lại thì hoàn chỉnh luôn, không vấn đề gì cả.
Đấy, giá cả thì DVS thì đã báo với các bác là tình trạng là giá cả là như thế rồi các bác nhá. Đấy, loa và súp là như vậy. Các bác mua loa thì bán loa, mà mua súp thì bán súp. Nhạc nhẽo là tép rồi, quánh kinh khủng khiếp luôn. Nói chung là với cái dàn này thì các bác mà quánh ngoài trời thì bao 1.000 khách các bác nhá. Bao 1.000 khách luôn. Một quánh đám cưới thì thực ra là nếu mà các cái đám bình thường các bác chỉ cần mang một đôi súp kép này, một đôi mít lâu rồi, mấy cả hai đôi a dây thôi. Còn đâu cái đám này là đấy, tối hôm qua mà các bác mà theo dõi kênh của em thì biết. Tối hôm qua thì chú rể thuê cả DJ về quánh rất là to nên là bắt buộc mình phải mang hai đôi súp kép với cả bốn đôi full a dây. Với một cấu hình như này về sẵn đi làm luôn. Có một cái mức giá là hơn 100 triệu. Còn chính xác là trăm bao nhiêu thì cũng không rõ lắm, tại vì cũng chưa cộng từng món các bác nhá. Chưa cộng từng món. Mua cái gì bán cái đó, xé lẻ ra cũng bán. Hoặc là kể cả đèn, kể cả cái dàn đèn này, các bác mà mua thì đi VH là bán tất cho các bác luôn cũng được. Cái đèn này nó thật là nhà mình nhiều á. Đèn này là mình mua được của khách, mua được liên tục. Cứ anh em cứ làm nghề cứ đầu tư thật lực vào, cứ mua những cái dàn đèn mới, dàn đèn hiện đại thì lại bán ra đèn cũ cho mình, nhờ mình bán giúp cho. Rất là đơn giản vui vẻ thôi. Tủ máy là tủ máy mới nhá. Đấy nhá, mình đi mua thanh lý là mình mua được 3 con để lại thanh lý thôi, còn con này là con mới tinh này. Con này là con mới tinh này, con này con mới tinh này, con này con mic bãi này, đấy. Có 3 con này là hàng mới tinh nguyên hộp bóc ra nhá. Và cái tủ này này, cái tủ này là tủ mới. Mình lấy tủ mới để mình đóng vào cho gọn, còn là cái tủ cũ của nó thì nhìn nó cũ quá rồi, thì mình bỏ rồi. Mình bỏ mình bán thanh lý rồi. Còn đây là hai con để bãi các bác nhá. Nhớ tình trạng là có này. 1 2 này, 3 4 5, 5 con để cũ này. Và một con mic cũ này, còn nó ba con kia vang này, cốt số này, chia nguồn là mới này. Mixer này, mixer cũ. Mixer Yamaha xịn luôn các bác nhá. Bàn này là bàn MG16XU. Đấy ok. Các bác mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho DVH để được tư vấn và được đặt hàng nhá. Bác nào mà muốn đến khuôn cái dàn này về thì cứ chuẩn bị lúa độ hơn 100 củ. Khuôn tất cả dàn này về cũng được. Đấy, có cả máy khói luôn. Nói chung là tất tần tật, chả thiếu cái gì cả các bác nhá. Về là sẵn đi làm luôn. Về sẵn đi làm luôn, không có vấn đề gì. Thằng Huân chạy ra đứng ra chỗ loa nhiều quanh. Đây này, bây giờ phải cho thằng cu này nó đứng cạnh các bác mới biết là cái dàn loa này nhìn trông nó khổng lồ như thế nào. Huân cao 1m6 mấy rồi? 1m7 rồi. Nhá, lớn nhanh ấy. Thằng này cao 1m7 này. Cao 1m7 này thì là nó cao được bằng 2/3, cao bằng con ốc trên của con loa mít lâu, thì các bác tính từ con loa mít lâu lên thì cái dàn loa này đâu đó nó phải cao tầm 3m rưỡi các bác. Cao bằng nóc dạp luôn nhá. Quánh ngoài trời thì tưng bừng luôn. Quánh tưng bừng luôn, súp lại quánh quá ghê. Các bác vừa đấy, em đang đặt cái điện thoại lên cái máy quay nó quánh. Tức là khi mà quánh tiếng phun ấy thì không làm sao, nhưng mà khi mà súp nó lên súp một phát nó quánh cho cái camera của điện thoại cảm giác nó bị áp lực âm thanh nó mạnh, nó quánh nó rung hết cam. Nhìn cảm giác như là các cái hình nó cứ kiểu nó lượn sóng nó biến dạng. Đấy, với một cái dàn rất là đẹp các bác nhá. Giá cả phải chăng? Đấy, em là có địa chỉ là Hiếu kênh DVH Audio, nhưng mà các bác đến làng thì vui lòng mà hỏi là Hiếu Loa Đài nhá. Cứ dân dã cứ gọi là Hiếu Loa Đài. Ở thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bác nhá. Đấy, với một cái dàn rất là đẹp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Các bác nào đi làm âm thanh loa đài đám cưới có quan tâm cái dàn này thì nhớ alo cho em nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác.